Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Sử dụng Merzin sẽ như một con dao hai lưỡi, có thể cho anh chị được rất nhiều tiền nhưng cũng có thể cho anh chị cháy tài khoản nếu anh chị không biết cách sử dụng. Sau đây thì tôi sẽ minh họa cho anh chị và các bạn một cái ví dụ cụ thể tại công ty chứng khoán TCBS để anh chị hiểu là dùng margin sẽ cháy tài khoản như thế nào. Tôi sẽ lấy một cái ví dụ vẫn là cái cổ phiếu MBB. Và tôi sẽ dùng tài khoản ký quỹ, tức là tài khoản vay margin để mua. Tôi sẽ mua với khối lượng là 100. Và giá tôi mua sẽ là 26. Thế thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái chính sách margin của Techcom Security. Anh chị có thể thấy đây, tỷ lệ ký quỹ duy trì là 85% và tỷ lệ xử lý tài sản đảm bảo sẽ là 80%. Thế thì khi nào sẽ bị xử lý tài sản đảm bảo? Khi mà cái tỷ lệ xử lý tài sản đảm bảo là dưới 80%. Thế thì tính cái tỷ lệ tài sản đảm bảo này như thế nào, đúng không ạ? Thế thì tôi sẽ có một cái bảng Excel để hướng dẫn cho anh chị và các bạn để tính. Trước hết thì chúng ta sẽ cần xem xét rõ cái cách tính tỷ lệ ký quỹ tài sản đảm bảo này như thế nào. Thì cái tỷ lệ ký quỹ tài sản đảm bảo này được gọi là RTT. Nó sẽ bằng là gì? Giá trị tài sản cổ phiếu chia cho tổng nợ vay trừ đi tiền mặt, trừ đi tiền trở về. Đó. Cái giá trị tài sản cổ phiếu này thì sẽ bằng giá trần chứng khoán hàng ngày nhân với cả tỷ lệ cho vay. Thế thì cái giá trần chứng khoán hàng ngày nhân với tỷ lệ cho vay này được tính như thế nào? Thế thì Techcom Security họ sẽ có một cái danh mục cổ phiếu và có cái giá trần và cái tỷ lệ cho vay cập nhật hàng ngày để anh chị xem. Chúng ta sẽ cùng xem cổ phiếu MBB nhé. Cổ phiếu MBB có tỷ lệ cho vay là 50% và giá trần cho vay ngày hôm nay là 25.800 đồng. Và tôi có cập nhật cụ thể vào cái bảng tính này luôn. Đó, giá trần cho vay ngày hôm nay là 25.800 và tỷ lệ cho vay là 50%. Bây giờ chúng ta sẽ tính hai thông số cụ thể. Thứ nhất là số tiền vay mà công ty chứng khoán cho vay. Thế thì cái số tiền mặt mà tôi có hiện tại bây giờ là 1.913.130 đồng. Đây anh chị có thể thấy. Đây số tiền mặt hiện có tôi đang có là 1.913.130 đồng, đó là tiền trên tài khoản của tôi. Số lượng cổ phiếu mà tôi sẽ mua là 100 đấy. Giá trị thị trường hiện tại là 26.000 đúng không ạ? Thế thì cái số tiền vay mà tôi sẽ vay sẽ bằng là gì? Bằng là tổng cái giá trị cổ phiếu mà tôi mua. Tôi lấy 26.000 tôi nhân với 100 cổ phiếu và tôi trừ đi số tiền mặt hiện có thì ra cái số tiền là tôi sẽ vay là 686.870 đồng đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ tính cái tỷ lệ ký quỹ tài sản RTT. Thế thì cái giá trị tài sản cổ phiếu nó sẽ bằng là gì? Bằng với giá trần cho vay nhân với cả tỷ lệ cho vay như cái công thức ở trên đây đúng không ạ? Và tôi ra được một con số là 1.290.000. Bây giờ cái tỷ lệ ký quỹ RTT này sẽ bằng là gì? Bằng với giá trị tài sản cổ phiếu này chia cho số tiền vay. Đó, đây anh chị thấy không? Giá trị tài sản cổ phiếu chia cho tổng nợ vay. Và tôi ra là 187,81%. Thế thì khi nào mà tôi sẽ bị cháy tài khoản? Đó. Thì khi cái giá trần cho vay hàng ngày này nó giảm. Cái giá trần cho vay này nó phụ thuộc vào giá trị cổ phiếu hàng ngày được định giá. Đó. Thế thì tôi ví dụ như giá trần cho vay mà về 13.000 đi đúng không ạ, 13.000
thì giá trần thì cái tỷ lệ ký quỹ vẫn là 94%, thì tôi vẫn lớn hơn 85%, chưa bị, thì tỷ lệ ký quỹ vẫn là 87. Tôi ví dụ như là tôi về 11.000 đi xem nào, thì tỷ lệ ký quỹ là 80,07%. Tức là như thế nào? Tức là nó thấp hơn 85% rồi, và tôi chuẩn bị xử lý tài sản đảm bảo rồi, vì là nó sát với 80 rồi. Bây giờ tôi ví dụ như tôi sẽ cổ phiếu này nó có giá là 10.500 đồng chẳng hạn. Đó, hiện tại tỷ lệ ký quỹ là 76,43%, thì khi đó tôi đã bị công ty chứng khoán họ cắt tài khoản rồi, họ bán toàn bộ cái cổ phiếu MB của tôi đi để mà xử lý cho cái khoản vay này của tôi. Nếu mà trong trường hợp mà công ty chứng khoán bây giờ họ bán nhé với cái giá là bao nhiêu? 10.500 đồng, đúng không ạ? Thì tôi có 100 cổ phiếu mà tôi bán với giá 10.000 đồng, 10.500 đồng, thì tôi sẽ thu về là 1.050.000, đúng không ạ? Và tôi trừ đi cái số tiền tôi đã vay. Đấy. Còn cả lãi nữa cơ, nhưng mà tôi chưa không tính cái đấy, tại vì nó chắc nó cũng nhỏ thôi. Thì tôi sẽ còn nhận về là 363.130 đồng. Anh chị có thể đấy. Tức là sao? Số tiền mặt tôi có là 1 triệu 913.130 đồng, mà bây giờ tôi chỉ còn có 363.130 đồng. Tức là tôi đang bị lỗ mất là 1 triệu 550.000 đồng. Đây là khoản lỗ của tôi nếu mà giá cổ phiếu về 10.500 đồng khi tôi dùng margin. Anh chị có thể thấy là rất nhiều người bị mất rất nhiều tiền vì vay margin ở cái chỗ này đấy ạ. Tôi sẽ tiếp tục so sánh cái phương án sử dụng margin và không dùng margin để anh chị và các bạn có cái view tổng thể nó rõ ràng hơn. Vẫn với cái ví dụ vừa rồi, tôi mua số lượng cổ phiếu MBB là 100 cổ và với cái giá mua là 26.000 đồng. Vậy thì với phương án vay công ty chứng khoán thì tôi đang vay công ty chứng khoán là số tiền là 686.870 đồng, đúng không ạ? Và với thị trường giảm là phương án 1, tôi ví dụ nó về 13.000 đồng, đúng không ạ? Thì lỗ âm 1 triệu 300.000 đồng và cái tỷ suất lỗ của tôi là âm 68%. Với phương án 2 thị trường tăng lên 52.000 đồng thì tôi sẽ lãi là 2 triệu 600.000 và tỷ suất lãi của tôi sẽ là 136%. Bây giờ tôi sẽ tính cái phương án mà tôi không vay công ty chứng khoán mà tôi dùng toàn bộ tiền mặt của tôi. Thế thì tôi dùng toàn bộ tiền mặt của tôi là 2 triệu 600 ngàn đồng, đúng không ạ? Và tôi vẫn mua số lượng cổ phiếu với giá cổ phiếu tương đương như như phương án vay. Số tiền vay của tôi là không đấy ạ. Thế thì phương án 1 khi mà thị trường giảm về 13 ngàn đồng thì cái tỷ suất lỗ của tôi là âm 50%. Và nếu thị trường tăng lên 52 ngàn đồng thì tỷ suất lãi của tôi là 100%. So sánh phương án lỗ, tức là nếu tôi dùng tiền mặt thì tôi sẽ lỗ ít hơn so với tôi dùng tiền vay. Cụ thể, tôi dùng tiền mặt thì tôi chỉ lỗ 50%, nhưng tôi dùng tiền vay thì tôi lỗ tận 68%. Trường hợp mà tôi lãi thì sao? Đó. Tôi lãi thì nếu mà tôi dùng tiền vay thì tôi lãi tới 136%. Nhưng nếu tôi không dùng tiền vay, tôi dùng tiền mặt thì tôi chỉ lãi 100% thôi. Tức là chênh nhau tới 36% nếu thị trường tăng gấp đôi. Đó. Rõ ràng là khi sử dụng margin thì nó sẽ có hiệu quả khi thị trường tăng, nhưng nó sẽ gây thiệt hại cho nhà đầu tư nhiều hơn khi thị trường giảm, đúng không ạ? Chính vì vậy mà margin như con dao hai lưỡi là như vậy. Hy vọng rằng với cái video này sẽ giúp anh chị hình dung được rõ hơn cái tính chất hiệu quả của margin cũng như là những cái hạn chế của margin khi sử dụng để đầu tư chứng khoán. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Chúc anh chị và các bạn sẽ hiểu rõ về cái cách sử dụng margin để đầu tư cho hiệu quả nhất.